Tiếp theo là cái thế gác chân kiểu chó tè. Bởi vì là có một số những cái bạn nữ hoặc là rất là nhiều fan của mình đã hỏi mình là tập tricking ở đâu ở Hà Nội, nhưng mà thực sự là mình cũng không biết đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm một cái vlog, một clip để hướng dẫn các bạn cái động tác cơ bản của tricking. Ok, chúng ta sẽ có bốn tư thế nhá. Một là tư thế đứng thẳng, hai là sẽ quỳ xuống một chút, và ba là chúng ta sẽ quỳ gối, và bốn là chúng ta sẽ nằm thẳng xuống sàn. Thì bây giờ ở những cái, nhưng mà thực ra là ở các tư thế thì các động tác nó cũng chỉ loanh quanh có 4-5 động tác thôi. Chúng ta sẽ đến với cả động tác đầu tiên, đó chính là động tác up and down. Up and down ở thế đứng nó sẽ là kiểu nhỉ, đây sẽ quay nghiêng để các bạn dễ nhìn hơn. Thực ra khi mà tập cái môn tricking này thì các bạn phải nhớ là chúng ta sẽ hoạt động nhiều nhất ở cái phần hông này nha các bạn nhé. Phần hông này, khi mà các bạn tập gym thì các bạn có nhớ là cái chúng ta có cái động tác là siết mông sau đó là thả ra, siết mông thả ra, siết mông thả ra. Các bạn phải tập cái này rất là nhiều lần, bởi vì cái việc này nó là nằm trong cái vấn đề chủ chốt của việc tricking đó. Thì chúng ta ở nhà chúng ta cứ tập này, siết này, mở này, siết này, mở, siết, mở, siết, mở, để cho cái cơ mông của chúng ta hoạt động. Và sau đó chúng ta sẽ dùng đến các chân nhá. Khi mà ở thế đứng này thì các bạn sẽ cần cái sự hỗ trợ của cái gót chân, mũi chân đó lên, để cho mông của mình nó sẽ kiểu nảy nảy lên ấy. Wow. Và nhớ là các bạn đừng bao giờ đứng thẳng chân quá, thì chúng ta phải gót kiểu một tí xuống để cho kiểu như nó có cái đà để nó nảy hơn, chứ các bạn đứng thẳng này là cháu chim chết đấy. Và đặc biệt là cái môn tricking này nó sẽ giúp cho cái vòng ba các bạn sẽ to ra. Thực ra đợt này ở nhà dịch dã quá, mình lười tập tầm ba hơi mệt. Chúng ta sẽ đến động tác tiếp theo. Động tác tiếp theo lâu quá mình quên tên rồi, nhưng đại loại nó là kiểu lắp mông ấy, kiểu như này này đó, nó sẽ là như này đấy. Thì ở cái động tác này thực ra không khó đâu nhé mọi người, chỉ đơn giản là khi mà kiểu mình là cái phần trên phải thực sự là giữ nguyên, cái phần dưới ấy mình để rộng chân bằng vai thôi. Mình sẽ kiểu quay mỗi phần hông nhá, hình chữ C. Nếu như là những bạn nào mà kiểu chưa có tự đứng được, các bạn có thể bám vào đây, bám vào dưới hay bám vào một cái gì đấy để các bạn xoay, chỉ xoay cái phần ở dưới thôi nha, không được xoay phần ở trên nha, không được rung mắc vai hay gì hết. Và dần dần các bạn làm nhanh lên, làm nhanh lên thì cuối cùng là chúng ta sẽ rung được thôi. Đấy đấy, xong bây giờ mình đứng ra này đấy thì nó sẽ rung được thôi. Và đặc biệt là các bạn nhớ là khi mà tập cái môn tricking này, đặc biệt là chân của chúng ta phải rất khỏe, nhất là đùi, nếu không thì chúng ta sẽ rất mỏi đấy. Mình cứ kiểu lắc nhẹ, về nhà các bạn cứ tập chậm thôi, không cần phải nhanh, Hà Nội không vội đâu đấy. Cứ lắc như thế cho đến khi nào mà các bạn lắc nhanh được hơn, lắc nhanh được hơn. Lúc đầu thì chúng ta sẽ kiểu lắc cả cái phần này, nhưng mà dần các bạn sẽ kiểu như là biết điều chế nó lại, biết kiểu điều khiển cơ lại, thì chúng ta sẽ kiểu như vậy đấy. Ok, đến cái động tác tiếp theo đấy chính là động tác gì nhỉ? Quay là chúng ta hơi khựng chân tí, sau đó là chúng ta sẽ đưa theo một vòng tròn đấy, biên độ theo một vòng tròn. Cái này thì chắc là nhiều bạn dễ quá rồi gì chúng, mà lúc nào nữa cái tư thế của chúng ta cũng là mở ngực ra đấy, chúng ta mở ngực ra, lưng thẳng, mở ngực ra đấy, cong cái lưng lên đấy. Đấy thì cái dáng của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Kể cả là đi xuống hay đi lên thì nó đều cái này tí nữa, tí nữa. Chích
quai. Xích quai là nó cũng gần giống như là kiểu là quai nhưng mà nó sẽ kiểu dập dập đấy, giống như thế này. Nó cũng khuỷu chân xuống, 1, 2, 3, 4, kiểu phải lên trái xuống đấy. Nó gọi là xích quai. Mình chỉ cần đánh cái mông ra đó. Ok, bây giờ nhá, nó có những từ đấy, những cái động tác thôi. Chúng ta sẽ đổi tư thế. Tư thế của chúng ta tiếp theo là cái tư thế mà lúc nãy mình bảo là hơi khuỵu một tí, xong bắt đầu là mình sẽ chống tay ấy. Thì đây, nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này, cái dáng này. Và khi mà các bạn xuống cái thế này thì các bạn vẫn phải mở ngực thẳng lưng. Đấy, thì dáng của chúng ta sẽ đẹp hơn. Thì up and down cũng vậy thôi. Rồi cái hông lại là siết đúng không? Nảy lên, tập, nảy lên, tập, nảy lên. Đây, mình sẽ quay lại này cho các bạn dễ hình dung. Nhớ là phải mở ngực cho mọi người, mở ngực lên. Đó, này. Xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Và khi mà xuống nhá, nó không khác gì cái việc là mình squat ấy. Các bạn squat rồi các bạn phải mở đầu gối đúng không? Giống như này đúng không? Chúng ta phải mở đầu gối ra đúng không? Thì khi mà các bạn tập cái này ấy, các bạn cúi xuống này, thì các bạn xuống này, các bạn cũng phải mở đầu gối ra. Lên, mở, lên, mở, lên. Chúng ta phải cần có cái sự hỗ trợ của hai cái đùi thì chúng ta mới có thể kiểu gọi là cho cái mông của chúng ta nảy. Chúng ta mới kiểu hỗ trợ cho cái mông của chúng ta mới nảy lên nảy xuống được. Và các bạn thấy cái chân của mình, cái gót chân của mình lúc nào mà mình kiểu up and down mình cũng kiểu nảy nó lên. Đấy, đó là một cái sự trợ giúp. Tiếp theo là chúng ta đến cái phần lắc. Lắc ấy thì ấy, lúc đầu chúng ta đứng nó sẽ như này đúng không? Đến một lúc nào đấy mà các bạn cảm thấy rằng là mình trụ chắc rồi, các bạn có thể nghiêng ngả tùy theo ý của mình muốn. Đây, ví dụ nha. Đấy, nghiêng người nghiêng. Đấy, đấy là khi mà mình đã trụ chắc rồi. Tiếp theo là cái thế mà quay. Quay thì lúc mà mình đứng mình như này đúng không? Thì bây giờ mình khuỵu xuống thì mình cũng vậy thôi. Đấy. Đây chúng ta sẽ quay nghiêng để cho dễ nhìn hơn. Nhớ phải mở ngực nhá. À, thiếu. Còn một động tác nữa mà không phải là chích quay mà nó là chích chóc. Thì nó sẽ như này. Chân nào mà khựu lên thì chân đấy. Nhưng mà thường những cái thế mà đứng thẳng của TikTok thì nó không được đẹp cho lắm. Chúng ta sẽ làm kiểu TikTok kiểu như thế này. Đấy. Đây nó gọi là TikTok mọi người. Đấy, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Đây là chân này. Chân nào xuống, chân kia lên. Ok, chúng ta sẽ đến một cái dáng tiếp theo là dáng quỳ. Bình thường thì các bạn nên thử đeo băng gối vào, nhưng mà bây giờ mình không có mang băng gối ra ngoài này cho nên mình phải chịu thôi. Nó sẽ rất là đau mọi người ạ. Ở cái thế này thì khi mà các bạn xuống, các bạn cũng sẽ thấy là đau quá. Đau lắm luôn ấy. Đấy, các bạn đừng quên băng gối giống như mình nhé. Mình đi học mình có quên băng gối đấy. Ok. Thực ra cái này nó hơi mẹ. Thì các bạn kiểu nói chung là các bạn kiểu rộn rộn chân ra một tí thì nó sẽ ấy hơn. Khi mà quỳ thì chúng ta sẽ có cái dáng ra nha. Nếu như mà có băng gối chúng ta còn xoay tròn đầu gối được không? Xoay tròn nó sẽ kiểu nhảy. Xoay tròn nó sẽ kiểu nhảy. Ok. À,
đây là tư thế bò. Còn một số những cái tư thế mà kiểu như là lắc thì nó có rất là nhiều loại nha mọi người. Cái này cần phải sức khỏe cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ gọi là bền bỉ luôn đấy. Đây, và chúng ta sẽ lắc. Cái này nó cần sự hỗ trợ của hai bên chân rất nhiều. Cho nên mọi người làm ơn tập cái chân của mình nhé. Đó, đó là một thế. Thế tiếp theo, chúng ta sẽ hạ cái chân lên xuống, hạ cái tay xuống và vẫn lắc như thế. Ok, thế nằm thì rất đơn giản, chúng ta cứ sẽ nằm theo kiểu nhảy xuống, không phải nằm xuống là nằm luôn luôn nhé. Chúng ta đầu tiên là cái thế mà kiểu khép chân lại, thường là có cái chúng ta cứ đẩy mông lên ấy. Đấy, hai con mình nó đè. Nó cũng là cái giống như kiểu là up and down, siết và nở mông vậy thôi. Siết này, nở, siết, nở, siết, nở, siết, nở. Càng cong mông càng đẹp. Tiếp theo là cái thế gác chân kiểu chó tè. What the hell? Những bạn nào mà chưa quen đi thì các bạn có thể gác, có thể ấy cái mũi chân này này. Đấy, để xuống sàn, còn những bạn nào quay rồi thì duỗi thẳng cái mũi chân ra. Đó, lên, lên. Ok, chúng ta sẽ kết hợp lại một lượt từ đầu cho đến cuối những cái gì mà chúng ta đã học được. Bắt đầu. Xem cái video này, chia sẻ cho những bạn khác và làm theo, tập tành theo thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả nó như thế nào nhá. Rồi, bây giờ thì chúc các bạn là sẽ sớm thành công trong cái con đường tricking của mình nhá. Và bây giờ thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhá. Bye bye.